Hello mọi người, hello cả nhà, chào cả nhà nhé. Hôm nay sáng ngày 25 tháng 2 2021, buổi sáng nay báo cho cả nhà biết mình nói hôm qua đó, mình cắt cỏ hôm qua đó, bây giờ nó đẻ rồi, vui quá đi. Bê cái đấy, nào mời các bạn ra xem. Ca thương đoạn 3 câu 23, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thần tính ngài thật là lớn lắm. Sự thần tính ngài thật là lớn lắm. Đây, mình sẽ cho các bạn xem bò đây nhá. Con bò hôm qua đấy nhá. Con bò mà mình nói tới sẽ đẻ đấy. Đây nó đây này. Mình được một thành viên mới này. Chào đi, chào đi. Đẹp chưa? Được một con bê cái. Chào mọi người. Hôm nay rất là vui. Vui quá. Hai mẹ ra đây ăn khỏe lắm. Ăn khỏe lắm. Ơi đây là em ăn lại với nó. Màu khoai gian chín ở đây cái như mặc lại với cơ lần cha rồi màu khoai gian chín ở đây cái như mình đã đồ đạp cho nó tàu phá lục phá xuyên lùi mê là chẳng khoai gian như lẽ thật mua cái như chỉ tàu lê rồi bù mọc lên nó là nó triệu cái nhiêu có lẽ triệu có chỉ lẽ p p cái nhiêu chữ tu p cái nhiêu chữ tu harpao harpan lẽ nên cái thứ hai cái nhiêu katar cái nhiêu black black cái tông này cái thứ hai mỗi buổi sáng thì lại mấy luôn sự thần tính ngày thật là lớn lắm là tới nhạt. Các bạn thấy không, con dê nó vô nhà luôn đó. Nó quen, nó tìm đồ ăn, nó tìm gạo này. Con bò đây nó để chắc khoảng 4 giờ sáng. Để đợt này thì mình không có trồng, mình không có lo, chú cho nó để tự nhiên. Thành ra mình chỉ thấy buổi sáng là thấy con bê nó đã đứng lên rồi, nó đã cứng cáp rồi. B. Đây mình cho các bạn xem một lần nữa nghe. Bye mọi người, hẹn mọi người lần sau nhé.